Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nay em giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một cái mẫu mic UGX20. Hai la mã sản phẩm Shure, hàng chuẩn loại 1 với phiên bản 4 dâu mạch đỏ. Thì em sẽ mở thùng ra để giới thiệu đến quý vị. Vâng, đầu tiên là quyển sách hướng dẫn và phụ kiện đi kèm, nguồn dây jack 6 ly. Và đây là tay mic. Tay mic thì màu đen rất là sang trọng. Vâng, tem của Shure này, hàng chuẩn loại 1. Và main mạch thì là sử dụng main đỏ tụ vàng. Về phần thiết bị thu rất là đẹp, hình thức rất là bắt mắt. Với hai tay, hai kênh, hai volume. Đây là công tắc nguồn. Và đây là phím để set các bạn ạ. Khi ấn set thì đây là sẽ là đèn cảm biến để nhận tín hiệu khi mà mất tần số của tai mic. Và bây giờ em sẽ tháo ra và mời tất cả quý vị và các bạn xem cái nội thất main mạch của chiếc bộ mic không dây UGX20, hai la mã, sản phẩm phiên bản 4 dâu, hàng chuẩn loại 1 nha các bác nhé. Vâng, rất là đẹp, hình thức rất là đẹp. Vâng, và đây là ruột gan và main mạch của chiếc mic UGX20, hai la mã. Phiên bản 4 anten. Vâng, 4 dâu 4 anten với 4 hộp số. Main mạch main đỏ, mạch rất là chi tiết. Và phía đằng trước màn hình hiển thị thì rất chi là đẹp. CH099 cây nha và CS196. Và đặc biệt cái này các bác có thể thay đổi tần số theo sở thích. Bác nào thích thay đổi cái tần số đi thì reset. Vâng, đây có nút reset đây, các bác ấn đây và đưa cái tay mic bật lên là để gần cái mắt thần đây ạ, là sẽ reset được cái tần số mới mà mình muốn thay đổi. Vâng, và kênh A và kênh B thì có volume cũng hiển thị đèn màu xanh. Công tắc nguồn thì hiển thị màu đỏ rất là đẹp. Và mỗi một kênh màn hình đều có main mạch chạy ra bên kênh A đây và kênh B bên này. Và đặc biệt chiếc mic này thì chất lượng thu âm thu sóng rất là tốt, cách xa hàng trăm mét vẫn thu sóng rất là tốt, vẫn đảm bảo cái tần số rất là chuẩn, không bị hụt hơi.
cho ra một chất âm rất tốt. Và đặc biệt con này thì có thêm chip chống hú rất là hay, tiếng hát thì nhẹ. Và đặc biệt thì bên em đang có giá rất là tốt, bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ với bên em. Bên em báo giá tới toàn thể quý vị là với sản phẩm này bên em đang bán với giá 2.350.000, bao ship toàn quốc, phiên bản mic Shure UGX20 2 la mã, phiên bản 4 dâu, bắt sóng rất tốt. Vâng, và em cũng xin được dừng video ở đây. Về cái phần test chất âm thì mời các bác tham khảo ở clip sau, bên em sẽ test kỹ hơn. Và bác nào chưa ấn nút đăng ký kênh, vui lòng ấn đăng ký kênh để ủng hộ bên em những chào đón những sản phẩm mới, những clip mới bên em giới thiệu tới quý vị. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.